Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay tôi sẽ nói về những cái điều cần ở trong đời sống đức tin của chúng ta. Phần lớn những cái sự đau đớn, khổ sở, rối rắm của đời sống con người nó xuất phát từ ở trong tâm trí của con người. Nhiều khi mình suy nghĩ mình không biết tại sao cuộc đời mình nhiều nan đề quá, và cả một năm 365 ngày, những ngày bình yên chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn lại là hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nhưng hôm nay tôi muốn trình bày với anh em về cái nguyên nhân cũng như cái giải pháp để giúp cho chúng ta có được một đời sống thực sự đắc thắng bình an. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà Trương Thái An đã chia sẻ. Cái nền tảng đức tin của chúng ta phải đúng. Chúng ta tin Chúa là bởi vì Chúa có sự sống và cứu chúng ta khỏi hỏa ngục đời đời. Ngoài ra không có một lý do nào khác. Tuy nhiên, một ngôi nhà đã được xây lên rồi thì bên trong nó chắc chắn phải có những tiện nghi, đúng không anh em? Phải có những tiện nghi. Khi chúng ta thực sự xây dựng cuộc đời mình trên một nền tảng đúng, đó là Chúa cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời để cho chúng ta sự sống đời đời, thì tôi nói với anh em rằng trong sự sống đó sẽ có bình an, vui mừng, chữa lành, tươi mới và tự do. Đó là điều chắc chắn. Không ai có thể nói rằng tôi có sự sống đời đời của Chúa mà cả cuộc đời mình hết nan đề này đến bệnh tật kia, hết thất bại này đến cái sự đau khổ khác. Không có chuyện đó đâu. Sự sống của Chúa phải đắc thắng hơn sự chết. Nhưng khi có một người hỏi rằng lý do gì anh chị tin Chúa, thì mình phải trả lời cho đúng. Tôi tin Chúa bởi vì Chúa cứu tôi khỏi hỏa ngục đời đời. Tôi tin Chúa không phải vì giàu sang, không phải vì bình an, không phải vì vui mừng, không phải vì tiền tài địa vị hay vì những gì Ngài ban cho tạm bợ trong 60 năm cuộc đời. Không, cái chuyện đó tôi không cần thiết lắm. Nhưng tôi tin Chúa bởi vì Ngài cứu tôi khỏi hỏa ngục đời đời. Đó là nền tảng đúng. Và hôm nay chúng ta đang nói cái phần sau của cái nền tảng này. Đó là làm thế nào để chúng ta bước vào cái sự sống của Chúa một cách vững vàng, hiệu quả và chắc chắn. Nhiều cuộc đời Cơ Đốc hôm nay đã bị bối rối trong cái chuyện này, đã bị thất vọng trong cái chuyện này. Tại sao tôi cũng tin Chúa mà nan đề không thôi chấm dứt trên đời sống không? Tại sao tôi cũng đi nhà thờ mà buồn đau nó vẫn cứ theo đuổi tôi, bệnh tật nó vẫn dí theo tôi? Trong khi David thì nói phước hạnh và sự thương xót theo tôi, còn cuộc đời của tôi thì rủa xả và sự đau đớn theo tôi đến trọn đời. Đó là điều chúng ta giải quyết hôm nay. Cho nên tôi muốn nói anh chị em, phần lớn những cái sự đau khổ của con người đó phải chịu đựng xuất phát từ tâm trí. Anh em biết cái nguồn xuất phát của nó hả? Ví dụ như một mạch nước mà nước đục nó chảy ra hôi hám, thì chúng ta không tìm cách để giải quyết cái nước đục đó mà phải tìm cách xem thử cái nguồn nó ra từ đâu. Nó đi từ cái ống cống nào để bịt cái ống cống đó lại, chứ không phải chúng ta xử lý cái nước này, mình xử lý xong thời gian nó lại hôi thối trở lại. Chúng ta phải biết. Cho nên tôi nói anh chị em vậy, cái nguồn nó ra từ tâm trí của người. Những cái sự sợ hãi, lo âu, buồn rầu, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, nó ra từ cái tâm trí. Châm ngôn trong 23 câu 7 chép là nó nghĩ thế nào thì nó thành ra như thế.
Anh em nghĩ thế nào mỗi ngày thành ra như vậy? Mình nghĩ, do mình nghĩ. Cho nên Satan nó biết cái này, ma quỷ nó biết cái này, nó biết rất rõ là để hành hạ một con người phải bắt đầu từ tâm trí của người đó. Hơn ai hết anh chị em à, Satan nó biết cái này. Để hành hạ một con người nó bắt đầu từ cái suy nghĩ của người đó, tâm trí của người đó. Cho nên nó lợi dụng những cái khúc quanh, những cái ngã ba của cuộc đời mỗi người để nó lừa dối. Ai mà chẳng có những lúc phải ra quyết định, phải không em? Ai mà chẳng có những lúc thiếu thốn, ai mà chẳng có những lúc mất mát, ai mà chẳng có những lúc đau buồn. Và Satan nó lợi dụng những thời điểm đó để nó gieo vào trong tâm trí con người, lừa dối tâm trí con người, để gieo rắc những suy nghĩ, những tư tưởng dối trá, và làm cho cái hướng đi của con người bị trạch mất khỏi ân điển của Chúa. Nhận thấy điều đó. Cho nên người ta nói là thế công việc của ma quỷ là cái gì? Anh em phải xác định cho nó rõ cái chỗ này để cho mình có cái sự đắc thắng đó. Có một số người cho rằng công việc của ma quỷ là gian dâm, ô uế thờ thần tượng luôn tuồng. Công việc của ma quỷ là mê ăn uống, là thù oán ganh ghét. Anh em không phải đâu. Cái đó Kinh Thánh gọi là công việc của xác thịt chứ không phải ma quỷ. Anh em biết ma quỷ nó chỉ làm một việc duy nhất thôi. Đó là gì? Lừa dối con người. Ma quỷ nó làm đúng một việc thôi. Nó là kẻ lừa dối cả thế gian. Trong Khải Huyền nói thế. Ma quỷ lừa dối cả thiên hạ. Và nó lừa dối quá tâm trí, suy nghĩ, lý tưởng, ý nghĩ của con người, tư tưởng của con người. Rất đơn giản. Ví dụ hai người gặp nhau, người kia vì đang mãi mê suy nghĩ cái gì đó, chưa kịp ngẩng đầu lên chào người nọ, bỏ đi luôn. Lập tức ma quỷ lợi dụng lên, nó đến nó gieo vào người kia, nói mày thấy nó ghét mày đấy, nó thù mày đấy, nay là nó nghỉ chơi với mày rồi, mày thấy chưa? Và nó nói một hồi là hai anh chàng này không nhìn mặt nhau luôn. Cho nên tôi nói anh chị em rằng ma quỷ nó lợi dụng những khúc quanh, những ngã ba trong cuộc đời của mình, tức là những lúc có cơ hội để nó lừa dối. Vợ chồng vì một lý do nào đó ngủ riêng một đêm thôi, là cả đêm đó cô vợ sẽ suy nghĩ chắc chắn nó lén phén với cô nào bên ngoài rồi, chắc chắn rồi, và nằm tưởng tượng đủ thứ hết, và có thể sáng hôm sau là bát đĩa ra ngoài đường hết. Đó là sự lừa dối. Cho nên tất cả mọi điều đó trong tâm trí của người, khi chúng ta nghĩ đúng thì cuộc đời chúng ta được xây dựng đúng. Khi chúng ta suy nghĩ sai, cuộc đời chúng ta được xây dựng theo một cái hướng sai trật. Rất nguy hiểm anh chị em. Rất nguy hiểm. Vậy thì cái câu hỏi là mình làm sao? Anh em thấy trong sách Philip á, chương 4 câu 8 ghi rất là rõ không? Câu này có lẽ là chúng ta đọc quá quen rồi, bây giờ mình nên đọc lại để cho chúng ta định hình lại cái tâm trí của mình. Định hình lại. Rốt lại hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Anh em thấy không ạ? Lời Chúa nói rất rõ nè. Chúa liệt kê ra rất là nhiều thứ: chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, nhân đức, đáng ghét. Thì mình phải để cái tâm trí mình nghĩ đây. Có một thống kê nó rất là rất khoa học anh chị em. Thống kê như thế này. Người ta thống kê là cái tâm trí con người là một thứ mà nó rất giỏi đi lang thang.
Nó chỉ có thể tập trung vào một điều nào đó chỉ từ 10 đến 12 giây đồng hồ thôi. Anh em không tin lời tôi nói, anh em thử đây sẽ biết. Giả dụ như anh em tập trung vào cái gì đó, bây giờ tôi sẽ tập trung vào điều này nha. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này nè. Anh em đếm đi, đúng 12 giây đồng hồ sau thì cái trí anh em đã đi đâu ra ngồi chợ kìa. Đem bắp ngồi đó bán tốt không? Ô mà kia hôm nay có hạ giá không? Ô cái shop kia nó đang hạ giá. Anh em thử đi xem ấy. Chỉ còn 12 giây đồng hồ thôi, cái trí anh em nó sẽ đi du lịch khắp thế giới. Đó là nan đề của phần lớn chúng ta. Đó là nan đề tại sao anh em bỏ một tiếng đồng hồ đọc kinh thánh mà thuộc đúng có một câu à? Thử đi biết. Thuộc đúng câu à? Xong đọc quá trời luôn, xong rồi hỏi lại tôi vừa đọc gì, không biết gì cả. Mới đúng một câu đầu tiên thôi, tôi biết câu đầu tiên, còn lại những câu sau là hoàn toàn không biết gì. Anh em thử đi sẽ thấy. Người ta đã thống kê rồi, cái tâm trí của người là một đứa giỏi lang thang nhất thế giới này. Đó là phần này. Cho nên ở đây sứ đồ Phao-lô nói là mình phải bắt nó, bắt nó. Những gì đáng tôn, đáng trọng, đáng yêu thương, có tiếng tốt, đáng khen làm gương tốt, bắt nó làm sao? Phải nghĩ đấy, phải nghĩ đấy. Còn nếu mình không bắt thì thôi rồi đúng không? Cho nên anh em tưởng tượng thôi, cái tâm trí mình là như con gà vậy đó, không à? Mình cột cái chân nó rồi cái là sao ạ? Nó đi, nó cứ đi thôi. Nhưng mà làm sao? Nắm dây kéo lại, giật lại. Cho nên khi mình đọc kinh thánh, mình cầu nguyện á, tôi khích lệ anh chị em hãy luyện tập điều này. Sau 12 giây đồng hồ á, anh chị em nắm cái tâm trí anh em kéo lại, mày lại đây, nhìn vào đây, đừng đi lang thang. Ở đâu ngồi chợ? Về lại. Đi cửa hàng làm gì? Về lại chỗ này. Anh em nắm kéo nó lại. Thiệt mà, kéo lại. Ngày đầu anh chị em có thể sẽ đạt được là từ 30 giây. Ngày sau, tháng sau anh em đạt được 1 phút. Rồi anh em luyện tập 1 tháng sau anh em đạt được 10 phút để tập trung vào một vấn đề. Khi chúng ta đã luyện tập được điều này, anh em làm chủ tâm trí của mình. Và Satan lúc này chỉ có khóc thôi. Khóc thôi, không lừa được nữa. Vì mình làm chủ được. Đó là vấn đề. Cho nên anh em thấy nha, tôi xin nhắc lại là phần lớn những đau đớn của con người nó xuất phát từ cái tâm trí. Bệnh tật không giết chết người ta nhanh đâu, nhưng mà cái sợ bệnh tật ấy giết nhanh lắm. Anh em thấy có dù có người đang bị ung thư đúng không? Âm thầm bên trong, nếu để bình thường có thể sống thêm 2 năm nữa như thường, mà đến bác sĩ khám ra anh cái, thôi anh ơi, coi về ăn gì đây rồi chuẩn bị đi, về tháng sau chết luôn. Có luôn gì anh? Sợ quá chết làm cái gì đâu, sợ quá. Giống như ở Cam Ranh, tôi mấy năm trước tôi ví dụ về gặp cái cô. Cô này nhiều tiền nhiều của lắm, rất sung sướng. Nhưng mà nổi hứng sao không biết. Gần cuối năm rồi đi xem bói, xem thử là gia đạo rồi như thế nào. Đến bà thầy bói phát: cô ơi, cô hạn lớn lắm á, chắc không qua khỏi quá. Về nhà tháng sau tăng xong chết luôn. Sợ quá chứ. Cho nên tôi nói rằng cái tâm trí của người nó quan trọng lắm. Anh em đang đau yếu, đang bệnh tật, đang gặp nan đề, hãy nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, con biết rằng người thế gian thì gặp những sự này chết, nhưng mà con gặp những sự này để con tăng thêm đức tin trong Ngài. Amen chứ. Đừng sợ. Giải pháp là Chúa Giêsu đã cho rồi. Chúa nói sao anh chị em? Đừng sợ, nhưng chỉ tin mà thôi. Cho nên để xử lý được những cái điều nó đang điều khiển tâm trí và lấy đi số phận của con người, thì giải pháp là tin. Giải pháp là tin. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Nhưng anh em ơi, tin là thế nào đây? Tin là quyền năng, tin là sức mạnh. Vì chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta chiến thắng điều này. Tôi đọc một câu kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 5 cho anh chị em nghe. Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 5.
Tại sao nó như vậy? Là tại sao mình phải tin? À, như thế này. Và vì ở câu 3 nhé, vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, đúng không ạ? Nhưng không tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em thấy câu kinh thánh nào ạ? À? Mục đích của khí giới Đức Chúa Trời là làm gì? Bắt những ý tưởng để nó phục Chúa. Những ý tưởng bên trong, những ý tưởng dối trá, những ý tưởng vô tính, những ý tưởng sợ hãi, những ý tưởng lầm bầm, những ý tưởng bất khiết. Làm sao mình thắng nó? Nói vậy rất khó lắm nha anh chị em. Có những người đau khổ vì những ý tưởng bất khiết bên trong mà không bao giờ ngừng nghỉ hành hạ người đó. Muốn không nghỉ không được, đúng không anh chị em? Muốn không nghỉ không được. Ở đâu đó nó đến. Thì câu kinh thánh hôm nay nói với anh chị em bí quyết, đó là phải nhờ quyền năng Đức Chúa Trời mới có thể bắt phục được. Còn nếu mình chiến tranh theo kiểu xác thịt, nghĩa là mình dùng ý chí mình để bắt nó, mình dùng nỗ lực mình để kìm hãm nó, xin thưa anh chị em, nó mạnh gấp 7, gấp 10, gấp vạn lần hơn những ý chí của chúng ta. Chúng ta không bắt phục. Có những ý tưởng sợ hãi bên trong làm cho anh chị em mất ngủ, mà anh chị em cố gắng để bình an không bình an được. Anh em cố gắng để đừng sợ nhưng không thể được. Có những người ở đây với cả hai gọi là có những người sợ bóng đêm, ngủ một mình là phải bật hết điện lên, tắt điện một cái là tự nhiên ma bỗng hiện ra đầy. Ô, có những người mặc dù chẳng có con ma nào cả nhưng mà tự nghĩ như thế. Ô, trên nóc nhà có gì le lưỡi ra, ô đằng sau lưng này có con đầu tóc đồ xỏ xuống, tưởng tượng nó như thế mà cả đêm không ngủ được. Cái đó người ta gọi là trong tư tưởng. Và anh em ơi, để giải phóng được những sự đó, kinh thánh chép là phải nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà quyền năng đó tôi gọi là đức tin. Đức tin. Đức tin. Cho nên chúng ta cần phải xây dựng đức tin ở bên trong. Khi anh em có đức tin bên trong, anh em sẽ đắc thắng nó. Anh em sẽ bắt phục mọi tư tưởng của mình. Khi anh em có mạnh mẽ bên trong, một con người thuộc linh mạnh mẽ bên trong, anh em có thể giữ cho tâm trí của mình tập trung vào một vấn đề đó mà không đi lang thang. Thử đi sẽ biết. Đây là điều mà hết sức quan trọng. Chúa nói với Giô-suê là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hãy để lời của Chúa ở giữa trán ngươi, giữa hai con mắt ngươi. Cái đó là gì anh em? Nói về ý nghĩa gì? Tập trung. Tập trung hoàn toàn. Cả cuộc đời tâm trí mình tập trung vào lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn. Ai làm được điều đó? Con người không làm được. Chỉ có quyền năng của Chúa giúp mình làm được. Nhưng đức tin đó, nó không thể tự nó. Nó phải có nền tảng để dựa vào. Nhiều người nói ôi tôi tin, tôi tin lắm, tôi tin Chúa lắm. Hỏi tin gì? Chẳng biết, tôi chỉ biết tôi tin thôi. Cho nên mỗi một cái cây á, nó muốn đứng được, nó phải bám vào đất. Có đúng không chứ? Mỗi cái cây muốn đứng được phải bám vào đất, rễ nó phải mọc xuống đất. Cái cây không thể đứng không không trong không khí được. Anh em có thấy cây nào mà đứng trong không khí không? Mỗi cái cây muốn đứng được phải bám vào đất. Đức tin giống vậy. Đức tin phải có nền tảng. Không thể nói không không là tôi tin. Cho nên tôi có thể nói rằng là đức tin tự nó không tồn tại. Nó phải có nền tảng. Đức tin phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời.
Lời Đức Chúa Trời là quả đất của đức tin, là nền của đức tin, là nơi đó đức tin cắm sâu và mọc rễ. Lời Đức Chúa Trời là quyển sách này, là Kinh Thánh để cho chúng ta có thể cắm đức tin của mình vào. Và câu Kinh Thánh thuộc lòng hôm nay anh em thấy không? Tin nhận thế nào thì bước đi trong ngày đại, làm cho vững bền, đâm rễ vững bền sâu. Đây là đức tin. Cái nền của đức tin là lời của Chúa. Cho nên tôi hay nói Cơ Đốc nhân thất bại nhất là Cơ Đốc nhân không đọc Kinh Thánh. Thất bại nhất nan đề này vậy, vì cái tâm trí này không ổn định. Và Satan nó có thể lừa dối trong tư tưởng để cho người ta tin sai, nghĩ sai, hiểu sai, sống sai, hành động sai, và cuối cùng hậu quả gánh hát. Và anh chị em, vậy thì bây giờ câu hỏi là xây dựng đức tin như thế nào? Dĩ nhiên đó rất là nhiều chủ đề ha. Hôm nay tôi sẽ cùng với anh chị em học một đoạn Kinh Thánh nói về đức tin, xây dựng đức tin. Trong Luca chương 7 có một câu chuyện, và chúng ta cùng nhau học cái câu chuyện này. Từ câu 1 cho đến câu 10, anh em biết câu chuyện của thầy đòi ở thành Capernaum chưa? Chúng ta học câu chuyện này cùng nhau để nói về đề tài là xây dựng đức tin. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Capernaum. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu, bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Câu 4. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đòi thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đòi sai bạn hữu mình đi thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, xong xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Câu 9. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ, không ạ, là cho thầy đội, bèn say lại cùng đồng dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Amen chứ. Đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Đầu tiên á, tôi muốn nói với em là Chúa khen ông thầy đội này có đức tin lớn. Phải không? Đức tin lớn. Chúa khen là dầu trong Israel cũng không tìm thấy cái người mà có cái đức tin lớn như thế này. Tôi nghĩ đây là lần thứ hai Chúa khen một người ngoại đạo có đức tin lớn. Lần thứ nhất là Ngài khen người đàn bà xứ xứ Cana, phải không? Bà kiên nhẫn, bà nói rằng thậm chí con là cháu con thì cũng phải được ăn mấy miếng bánh rơi với bà. Thế là Chúa nói lớn quá, đức tin lớn quá, con gái phải được chữa lành. Và lần này thì ông thầy đội này được khen. Nhưng tôi hỏi anh em, có bao giờ anh chị em suy nghĩ tại sao Chúa khen vậy không? Có. Tôi nghĩ là hiếm ha. Đọc là đọc chơi vậy thôi chứ không suy nghĩ gì. thấy Chúa khen này thì mình cũng biết là Chúa khen chứ cũng biết suy nghĩ. Không, cho nên tôi khuyên anh chị em là hãy suy nghĩ. Hãy suy nghĩ chứ, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, thế sao Chúa không khen con mà Chúa khen thầy đội này? Phải không ạ? Mới biết suy nghĩ chứ. Chúa ơi, tại sao là Chúa khen thầy đội này đức tin lớn? Mà thật ra thì cũng chẳng thấy ông có cái gì đặc biệt ở đây mà tại sao khen vậy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nha. Lý do gì ông thầy đội có đức tin lớn? Và khi chúng ta
lãnh hội được những điều này, tôi tin rằng chúng ta cũng có thể bắt chước thay đổi để mà mình được Chúa Giêsu khen rằng có đức tin lớn. Và anh chị em thấy kết quả của một đức tin lớn là sao anh chị em? Sự chữa lành xảy ra, phép lạ xảy ra, giải quyết năng để ngày tức thì. Cho nên anh chị em ơi, cái đức tin nó khiến cho chúng ta nhận lãnh cái nguồn lực từ thiên đàng, nhận lãnh phép lạ từ thiên đàng. Giống như bài bữa trước tôi chia sẻ đó, đức tin là tiền của thiên đàng. Anh em càng có nhiều tiền thì mua sắm càng thoải mái, đúng không? Nhất là các bạn nữ ở đây mà có tiền thì vô shop thì thôi mua lung tung cả lên, đúng không? Thoải mái quá. Cho nên là cứ thể mà quạt thôi. Thì trên thiên đàng, khi anh em có đức tin thì anh em sẽ giống như vậy, ở trong cái nguồn lực của thiên đàng. Muốn chữa lành có chữa lành, muốn thịnh vượng có thịnh vượng, muốn giải cứu có giải cứu, muốn hạnh phúc có hạnh phúc, muốn bình an có bình an. Sướng không anh chị em? Quá thật. Cho nên tôi khích lại anh chị em phải có đức tin. Và hôm nay Chúa Giêsu khen thầy đội có đức tin lớn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi từng bước một nè. Chúng ta hãy phân tích cái điều này. Thứ nhất nha, cái ông thầy đội này, ông đang có một cái nan đề. Đó là đứa đầy tớ của ông đang bị bệnh. Và ông thầy đội này là một sĩ quan ở trong quân đội La Mã, có quyền, có chức, có tiền, có mối quan hệ, chứ không phải là người tầm thường đâu. Nhưng mà ông thầy đội này, ông tìm đến với Chúa Giêsu, để giải quyết. Xong chưa? Đừng có hú là được. Ông tìm đến với Chúa Giêsu để giải quyết cái nan đề cho đứa đầy tớ của ông. Và điều này cho chúng ta một suy nghĩ gì anh chị em? Khi con người hạ mình và tìm đến sự giúp đỡ nơi Đức Chúa Trời, và duy nhất rằng Chúa là giải pháp, hay là mình tắt luôn, mình giảng không để cho nó lành nữa, đúng không? Ok. Rồi, tắt không, tắt đi. Tắt đi. Ok ha. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy nè, thầy đội nha, là một người có quyền, có chức, có mối quan hệ, có tất cả mọi điều kiện ở trong xã hội. Nhưng ông tìm đến Chúa Giêsu như một giải pháp cho nan đề của đầy tớ mình. Đó là điểm đầu tiên. Tất cả trong chúng ta, ai là người mà khi gặp nan đề tìm đến với Chúa ngay tức thì? Đó là điều thành thật mà chúng ta phải tự hỏi bản thân mình, đúng không? Thường thì con người ta không có cái phản ứng đó. Con người ta sẽ tìm đến những điều nọ điều kia, tìm đến người nọ người kia, tìm đến giải pháp nọ giải pháp kia, cho đến khi nào thở oxy rồi thì mới tìm đến với Chúa. Có phải không chị em? Thường là như vậy. Thường là như vậy. Nhưng ở đây ông thầy đội này, ông tìm đến với Chúa Giêsu. Ông thầy đội này tìm đến với Chúa Giêsu để giúp Chúa giúp đỡ chữa lành cho người đầy tớ của mình bệnh gần chết. Bài học là gì anh chị em? Khi những vấn đề rắc rối đến trên đời sống mình, mà ngay lập tức trong tư tưởng của mình nghĩ đến Chúa, nghĩ đến Ngài như một giải pháp để giúp đỡ mình, tìm đến Ngài như là giải pháp đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời mình, thì người đó được xếp vào người có đức tin lớn. Người đó là người xếp vào dạng có đức tin lớn. Đó anh chị em. Người đã biết rằng trong Chúa Giêsu có một giải pháp. Người đã biết rằng trong Chúa Giêsu có thể giải quyết được nan đề của mình. Đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta thấy cái tấm lòng của người thầy đội này đã đặt để nơi Ngài.
Điều thứ hai nha anh chị em, chúng ta thấy ở đây nè. Sau khi ông nhờ các trưởng lão mời Chúa đến nhà mình, rồi Chúa nói rằng ông này tốt đó, thôi bây giờ đi theo đến nhà. Rồi sau khi Chúa Giêsu đi gần đến nhà thì ông nói thôi đừng ở đến nhà. Anh em thấy mâu thuẫn không? Ở đây có thấy mâu thuẫn không? Mới lần đầu ông bảo các trưởng lão là mời Chúa đến nhà để chữa lành, Chúa đồng ý đi đến, thì gần đến nhà rồi Chúa nói thôi đừng đến. Sao vậy anh chị em? Sao vậy nè? Sao mâu thuẫn vậy? Lẽ ra một người mà được Chúa Giêsu bước vào nhà là phải mừng xa chê rồi. Ông còn nói là tôi bán hết nửa gia tài để đền cho người khác. Ai mà tôi giật nợ đồ các thứ, bây giờ tôi đền luôn gấp tư luôn mà. Xa chê đó, anh em thấy không? Chúa bước vào nhà là vinh dự. Mà đây Chúa Giêsu gần đến nhà rồi, ông nói thôi 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 đừng, đừng đến, không cần, phiền Chúa quá, con cũng không xứng đáng để rước Chúa nữa. Nhưng chỉ cần Chúa phán một lời, đây mới là câu mấu chốt. Người có đức tin lớn là người biết được giá trị của lời Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, người có đức tin lớn, tôi nhắc lại, người có đức tin lớn là người biết được giá trị của lời Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta không biết cái đó. Chúng ta nghĩ rằng lễ nghi tiếp đón các thứ vân vân nó sẽ giải quyết vấn đề. Ô nghĩ rằng cảm xúc dâng trào của mình nó sẽ giải quyết vấn đề. Ô nghĩ rằng cái lòng mến mộ của mình nó sẽ giải quyết vấn đề. Tôi nói không phải đâu. Lời Đức Chúa Trời giải quyết nan đề cho anh chị em. Và ông thầy đội là người được Chúa khen có đức tin lớn, bởi vì ông nhìn ra được giá trị thực sự của lời Đức Chúa Trời ra từ miệng của Chúa. Ông nhìn ra được vấn đề đó, cho nên ông mới nói rằng thôi phiền làm cái gì nữa, không cần tiếp đón, không cần lễ nghi, không cần tất cả mọi lễ hội tôn giáo gì ở đây hết, chỉ cần Chúa phán một lời là con thấy hài lòng rồi. Đức tin lớn. Anh chị em ơi, bài học là trong cuộc sống của mình hãy tìm cho bằng được lời Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của anh chị em. Amen. Đó là người có đức tin lớn. Người có đức tin lớn là người tìm lời Chúa trong hoàn cảnh của mình, chứ không tìm phương pháp nọ công thức kia, không tìm sự khôn ngon này khôn ngon kia, không đâu. Chính lời của Đức Chúa Trời khi khai phóng ra tạo nên phép lạ và giải quyết nan đề. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta học ở câu chuyện này. Còn một điểm tiếp theo mà tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng luôn, là ông giải thích tại sao mà ông không cần Chúa đến nhà. Có đúng không? Ông giải thích đó. Ông nói là Chúa ơi không cần Chúa đến đâu, Chúa đứng phán lời thôi, vì tôi đây nè, con làm tướng, con dưới vài người, nhưng mà dưới con cũng có đệ tử nhiều lắm. Con nói thằng này làm cái này là nó làm, nói thằng kia làm cái kia thì nó làm. Anh em có bao giờ suy nghĩ về điều này không? Và lý do Chúa Giêsu khen ông thầy đội là bởi vì ông này, ông nhìn thấy được cái điều vô hình mà người ta không thấy, người bình thường không thấy. Nhưng ông này thấy được cái điều vô hình đang diễn ra sau lời phán của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu ý tôi muốn trình bày ở đây không? Ông thầy đội này thấy được cái bức tranh điều gì xảy ra đằng sau một lời phán của Chúa. Cho nên Chúa khen ông này có đức tin lớn. Người ta không có thấy cái này, người ta chỉ nhìn thấy bằng mắt thường thôi. Nhưng ông thầy đội này là một người ngoại đạo, nhưng ông thấy được trong thế giới linh. Ông thấy được rằng nếu Chúa Giêsu phán một lời thì điều gì sẽ xảy ra. Ông thấy được rằng nếu Chúa Giêsu phán một lời
thì thiên sứ từ trên trời xuống bắt đầu giải quyết mệnh lệnh của Chúa. Ông thấy điều đó. Hôm nay mắt thuộc linh anh em chắc phải cần mở ra. Phải mở ra. Để làm gì? Để nâng cao chất lượng đời sống đức tin của anh chị em. Khi anh chị em cầu nguyện, Chúa ơi, hãy chữa lành con bệnh này. Khi anh em nói một lời như vậy, hãy tin đi. Cha đang gửi thiên sứ xuống để phẫu thuật cho anh chị em. Chúa muốn tâm trí anh chị em thấy được hình ảnh đó. Chúa muốn con mắt thuộc linh anh em thấy được hình ảnh đó. Mặc dù nó không xảy ra đời thật này, nhưng mà trong linh giới nó đang làm điều đó. Đó là người có đức tin lớn. Khi anh em cầu nguyện, Chúa ơi, cho con một nghề, cho con một công việc trong thời đại này. Khi anh em cầu nguyện xong, anh em phải biết rằng Cha đang chuẩn bị công việc cho anh chị em. Công việc đang trên đường đến cho anh chị em. Thiên sứ đang chuẩn bị tất cả nguồn lực của thiên đàng để chu cấp cho anh chị em là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Anh em có dám tin điều đó không? Có thấy điều đó trong mắt của mình không? Phải nên thấy. Trở lại vấn đề mà tôi đang nói ở đầu bài giảng. Phần lớn nan đề đau đớn của con người nó ở trong cái trí của con người. Nhưng tôi cũng xin thưa cho anh chị em, phần lớn những hạnh phúc, phước hạnh, chữa lành, khỏe mạnh của con người nó cũng ở trong trí của con người. Anh em có amen điều đó không? Đó là bí mật của thế giới thuộc linh. Nếu mỗi một ngày anh chị em nghĩ những điều tích cực cho sức khỏe, cho gia đình, cho con cái, cho người thân, cho hội thánh, cho chính mình, cho nghề nghiệp, cho tương lai của mình, anh chị em nói rằng tôi đang nhìn thấy Cha trên trời đang chuẩn bị cho tôi mọi nguồn lực để tôi sống một cuộc đời sung mãn, thì anh em là người có đức tin lớn và phép lạ xảy ra. Cho nên đọc lại câu chuyện của thầy đội, chúng ta thấy ông thầy đội được Chúa khen bởi vì quả thật con người này có một cặp mắt thuộc linh sắc sảo mà người thường không có được. Người thường chỉ thấy những gì mắt thấy tai nghe thôi, nhưng người thuộc linh thấy cái điều mà người bình thường không thấy. Khi mắt thuộc linh anh chị em mở ra, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu đứng trong hội thánh của Ngài mỗi Chủ nhật. Anh em sẽ thấy, ví dụ như anh em có thể thấy có một cái ghế thật là hoành tráng đang ngồi đây, và Chúa đang ngồi đây. Chúa đang nghe và nhìn thấy thái độ anh chị em như thế nào, biết ai đang ngủ gục, ai đang không ngủ gục, không ạ? Biết ai đang chú ý lắng nghe lời Chúa và ai không nghe. Nếu anh chị em thấy trong trí mình như thế, anh chị em dám ngủ gục trong giờ thờ phượng không? Anh em dám đứng dậy mà khoanh tay không chịu hát thờ phượng không? Chắc chắn thái độ anh em thay đổi liền. Nhưng mà tôi xin đưa với anh chị em, Chúa nói trong lời Ngài rằng Ngài ở giữa hội thánh của Ngài. Thế mà sao lại có lúc anh chị em nói chắc Chúa không có ở đây đâu? Để rồi khoanh tay buồn ngủ, rồi thế này thế nọ, rồi nói chuyện riêng, rồi bật điện thoại, rồi đủ thứ linh tinh. Chúa ngồi đây cho đứa nào bật điện thoại ra, Chúa ghi hết vào trong sổ. Cho nên nếu mình thật sự là con người mở mắt thuộc linh, mình sẽ không làm những việc mà hiện nay mình làm. Đó là người có đức tin lớn. Chúng ta sống bởi đức tin chứ đâu phải sống bởi mắt thấy, phải không chị em? Bởi đức tin. Tôi khích lệ anh chị em, mỗi ngày hãy thấy bằng con mắt thuộc linh. Tôi nhìn thấy thế. Anh em biết trong phòng cầu nguyện của tôi có mấy cái ghế không? Mấy cái? Hai cái. Một cái tôi ngồi và một cái Chúa ngồi. Có khi tôi cầu nguyện tôi nghĩ ôi Chúa ơi, con ngồi đây rồi Chúa ngồi đâu? Thôi thay cái ghế nữa, lấy ghế nữa để Chúa ngồi. Mà mình là phải ngồi cái ghế gọi là xấu để cho Chúa ngồi cái ghế đẹp. Đó là đức tin. Cho nên đến bây giờ cầu nguyện đừng có
vội vàng bảo ôi cho con cái này cho con cái kia, đừng đừng anh chị em ơi, đến với Chúa mà phải nhìn thấy Chúa như đang ngồi trước mặt mình trò chuyện, nói Chúa ơi hôm nay ngài thế nào, đúng không? Hôm nay ngài có khỏe không, ngài có vui khi gặp con không? Rồi tôi sẽ nói với Chúa như này, thế Chúa thấy hội thánh nhà muôn dân như thế nào Chúa? Có điều gì cần chỉnh không Chúa? Tôi nói như thế. Và tự nhiên có những tiếng phán bên trong lòng. Con nên đổi cái này, đổi cái kia. Làm cái nào, làm cái kia. Đó là con mắt thuộc linh. Đó là cách chúng ta nhìn nhận thế giới thuộc linh. Vì Chúa chúng ta không phải là tôn giáo hay là một ông giáo chủ chết rồi. Ngài đang sống và hiện diện giữa cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải thay đổi cái đó đi. Ô Chúa đang ở đây đó anh chị em. Rõ ràng Chúa đang ở giữa hội thánh của ngài, Chúa nhìn thấy hết á. Có điều anh chị em không thấy ngài thôi. Anh em biết cái, có một cái loại kính mà kính của tù nhân, anh em biết cái kính đó không? Tức là ở ngoài nhìn vô thấy hết mà ở trong nhìn ra không thấy. Đó, có cái dạng đó. Cho nên Chúa thấy chúng ta hết á, nhưng chúng ta không thấy ngài, bởi vì sao? Con mắt thuộc linh chúng ta chưa mở ra. Và chúng ta phải học thầy đội ngày hôm nay, phải học cái người mà Chúa Giêsu khen rằng trong cả Israel ta không thấy người nào có đức tin lớn như người này. Đức tin là quyền năng, đức tin là con mắt. Như tôi đã từng giảng một bài giảng đó, tin có nghĩa là thấy. Tin là thấy đấy. Anh tin anh được chữa lành có nghĩa, đồng nghĩa là anh đang thấy anh được chữa lành, đúng không? Anh thấy á. Mặc dù tôi rất bình thường, ôi cầu nguyện xong tôi thấy tôi được chữa lành rồi, khỏe rồi, tất cả mọi sự ok rồi. Thấy, tin là thấy, thấy là tin, về nghĩa thuộc linh. Cho nên điều đó quan trọng lắm chị. Tóm lại đó, tôi muốn nói với anh chị em điều gì? Rất đơn giản ngày hôm nay thôi. Cái trí của anh chị em nó quyết định tất cả. Và có một cuộc chiến ở trong tâm trí của chúng ta. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không dùng đức tin để bắt phục tâm trí của mình, đi theo đường lối của Chúa, đi theo những gì mà Đức Thánh Linh chỉ dẫn, thì cuộc đời của chúng ta sẽ mãi ngập chìm trong đau đớn, sợ hãi, lo âu, buồn rầu, chán nản, thất vọng. Và không lối thoát. Nha anh chị em, không lối thoát đâu. Satan khôn lắm. Nó lựa những ngã ba, những ngã rẽ trong cuộc đời của anh chị em để nó gieo tư tưởng của nó. Những lúc mà vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt là lúc Satan hoạt động tích cực nhất. Đúng không? Cho nên lúc anh em vui vẻ, anh em ngọt sớt thì nó ngủ. Nó ngủ. Nhưng mà lúc mà bắt đầu rồi có chút chiến tranh là cả đạo quân quỷ thức dậy. Được rồi, ta sẽ chiến trận. Phải là nó gieo đủ thứ hết. Những lúc mà anh chị em công việc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, Satan ngủ. Nhưng những lúc bắt đầu thất nghiệp, thiếu thốn tí là đạo quân đã trỗi dậy, bắt đầu nó gieo. Rồi, mày bị linh giới hạn thất bại rồi. Mày chắc chắn là nghèo đói rồi, mày chắc chắn là nợ nần rồi, đủ thứ hết. Và làm cho cái đầu của anh chị em quá tải vì những điều tiêu cực. Và đó là cách nó thành hình nó trong cuộc đời của anh chị em. Nhưng hôm nay chúng ta học một điều ngược lại. Bởi đức tin chúng ta xây dựng những điều tích cực của Chúa bên trong cuộc đời của mình. Amen chị em. Bởi đức tin chúng ta nghĩ những điều yêu thương, đáng tôn, đáng trọng, tích cực, công bình, thánh sạch, có làm gương tốt. Chúng ta bắt tâm trí mình phải nghĩ đó. Tôi khích lên anh chị em hãy cột một sợi dây vào tâm trí của mình. Khi đọc kinh thánh, nó đi lang thang kéo nó lại. Lại đây, đừng có đi lang thang. Hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Và cái giải pháp là gì? Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Khi anh em thật sự tin vào lời Đức Chúa Trời, tâm trí và linh hồn anh chị em được yên nghỉ. Không còn sợ hãi nữa. Không còn bối rối nữa. Không còn lo lắng nữa. Không còn điều nọ điều kia nữa. Khi anh em thật sự tin. Nhưng như tôi nói đó, đức tin không tự nó đứng. Đức tin phải có nền tảng. Nền tảng của đức tin là lời của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta cần phải nhìn vào lời Chúa để xây dựng đức tin. Và câu chuyện của thầy đội đó cho chúng ta ba chìa khóa.
để chúng ta được Chúa Giêsu khen ngợi là người có đức tin lớn. Nhà anh chị em, ba chìa khóa. Chìa khóa thứ nhất là hãy tìm đến Chúa như một giải pháp duy nhất của cuộc đời mình. Đừng tìm chỗ nào chỗ kia, vô ích. Chìa khóa thứ hai là hãy biết rằng lời Đức Chúa Trời là điều trọng yếu để giải quyết tất cả mọi nan đề của mình. Khi anh chị em có một lời phán của Chúa là xong hết rồi đó. Chúa tạo dựng vũ trụ này bằng lời Ngài mà. Cho nên những nan đề của chúng ta là gì đó? Người có đức tin lớn là người hiểu được giá trị của lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình. Một lời phán của Chúa thôi, con cần lời phán Chúa thôi. Lễ nghi, lễ hội không cần. Thần học, giáo lý không cần. Tất cả vứt hết đi, tất cả là rác. Bây giờ chúng ta cần lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần Ngài phán và thực tiếp vào tâm linh của chúng ta trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang có. Đó là người có đức tin lớn. Người có đức tin lớn là người hiểu được giá trị tối thượng của lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình. Và chìa khóa thứ ba, người có đức tin lớn là người nhìn thấy cái điều mà người bình thường không thấy. Người bình thường không thấy. Người có đức tin lớn là người dám nhìn thấy những gì mà Kinh Thánh mô tả. Dám nhìn thấy. Tôi gọi từ dám nhìn thấy là bởi vì nó có đức tin nó mới nhìn thấy. Kinh Thánh nói rằng ở đâu hai ba người nhóm lại, Chúa Giêsu ở giữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc hàng ngàn lần nhưng không bao giờ chúng ta nghĩ là điều đó là thật cả. Bởi vì tôi để ý, tôi thấy nếu mà thực sự anh em tin Chúa Giêsu ở giữa thì chẳng bao giờ có những chuyện tầm bậy tầm bạ xảy ra khi mà chúng ta nhóm lại. Nhóm lại còn vác ghế đánh nhau. Chúa ở giữa đâu mà làm chuyện đó. Có đúng không? Cho nên là đôi khi mình không hành động như những gì mình nói mình tin. Nếu thực sự mắt Thuộc Linh mình mở ra và mình thấy Chúa Giêsu ở giữa hội thánh thì hội thánh đã khác nhiều rồi. Hội thánh đã kính kiền nhiều rồi. Hội thánh đã tôn nghiêm nhiều rồi. Hội thánh đã tôn trọng và thờ phượng Chúa nhiều rồi. Amen chứ. Không có những điều lộn xộn. Nếu thực sự chúng ta nghĩ rằng, tin rằng, thấy được rằng Chúa Giêsu ở giữa thì làm gì có những sự chia rẽ, nói hành, nói xấu ở giữa các hội thánh. Làm gì có. Không sợ Chúa hay sao? Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu ngự giữa gia đình của mình thì làm gì mà có những chuyện gọi bậy bạ xảy ra trong các mối quan hệ trong nhà, cha con, vợ chồng. Không sợ Chúa hay sao? Cho nên Ê-phê-sô mới nói đó, hãy kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Đó là lý do. Anh em phải thấy Chúa ở giữa nhà mình. Mình ngồi, con cái vợ chồng đang ăn bàn ăn này, phải biết Chúa cũng có một cái ghế ngồi bên cạnh. Thế thì dám cãi nhau không? Chắc là không dám. Chúa ở đây sao dám cãi nhau? Rồi lại dám là ăn mà không tạ ơn Chúa không? Chúa nói ê, ăn mà chưa tạ ơn ta mày. Đó là căng rồi đấy. Đúng không? Cho nên cái mắt Thuộc Linh mình phải mở ra để thấy. Đó là người có đức tin lớn. Người có đức tin lớn. Người có đức tin lớn là người dám thấy những điều mà Kinh Thánh chép mà người bình thường cho rằng ảo tưởng, cho rằng chuyện hoang đường. Amen chứ em? Tóm lại, tôi muốn chia sẻ những điều đó. Hy vọng rằng những điều này khích lệ anh chị em. Tôi cầu chúc cho đức tin của anh chị em tăng trưởng và mắt Thuộc Linh anh em mở ra. Đã bắt đầu bước đi trong cõi linh chứ không phải cõi thật nữa. Đã bắt đầu sống bởi đức tin chứ không phải những gì mắt mình thấy, tay mình rờ nữa. Thế giới này tạm bợ lắm. Nhưng tôi nói với anh chị em có một thế giới khác huy hoàng hơn nhiều, đẹp đẽ hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là thế giới Thuộc Linh. Hãy nhìn thấy trong đó. Hãy bước đi trong đó để lấy những nguồn lực của thiên đàng giúp đỡ mình và giúp đỡ người khác. Amen chứ. Tôi mời cả thánh chúng ta đồng đứng, chúng ta cầu nguyện.